Chiều ngày 16 tháng 10, đồng chí Lý Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với phụ nữ Tuyên Hóa năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Với chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội, tại hội nghị đã có 17 ý kiến đối thoại của phụ nữ các xã, thị trấn đề xuất với lãnh đạo huyện các vấn đề như cần quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp bố trí cán bộ nữ trong hệ thống cơ quan đảng, chính quyền các cấp, tăng cường hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề cho lao động nữ và hỗ trợ xuất khẩu lao động, có chính sách để khuyến khích, đẩy mạnh mạng lưới doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Đề nghị Ủy ban dân huyện có những định hướng, chính sách, giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025. Lãnh đạo các phòng, ban liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa Lê Nam Giang đã trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của chị em phụ nữ cả cấp, đồng thời thông tin đến phụ nữ về cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phát triển toàn diện và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Thông qua chương trình đối thoại nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của phụ nữ và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, tham gia có hiệu quả các hoạt động kinh tế xã hội của huyện nhà.